Khu vực giao lộ giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bạch Đằng trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh lâu nay luôn là nỗi ám ảnh của khách bộ hành, nhất là đối với du khách nước ngoài. Sợ hãi, lo lắng là tâm lý chung của người đi bộ khi sang đường tại khu vực này. Phương tiện đi lại trên đường quá nhiều ạ. Với lại đây nó không có một cái điểm đèn đỏ nào để dừng lại và để cho người đi bộ người ta đi qua. Mình thấy rất sợ khi qua cái đường này. Nếu như giống như cái khoảng khu vực số phố đi bộ, mình có thể dành những cái đèn dành cho người đi bộ sẽ bấm chuông và sẽ xin phép đi khoảng vài giây, em sẽ nghĩ sẽ an toàn hơn cho người đi bộ. Khu vực giao lộ là tuyến đường Tôn Đức Thắng nối với cầu Khánh Hội, vốn có lưu lượng xe cơ giới chạy với tốc độ khá lớn khi lên cầu và khi đổ dốc cầu. Nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn tiềm ẩn cho khách bộ hành qua lại hai khu vực trên là rất cao. Con đường này khá là rộng rãi. Ở những giao lộ khác thì có thể sang đường dễ dàng, nhưng tại đây để sang đường đúng là một thử thách lớn. Ủy ban Nhân dân quận 1 đã kiến nghị Sở Giao thông Vận tải thành phố sớm đưa ra phương án xây cầu vượt hoặc hầm cho người đi bộ nhằm đảm bảo an toàn và thu hút khách du lịch đến với công viên Bạch Đằng, bờ sông Sài Gòn, kết nối phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên bờ sông.